ngày 17 tháng 3, Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Đức, 25 tuổi, trú tại xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10 tháng 3, Đức trèo tường phía sau vào cửa hàng điện thoại ở địa chỉ 201, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Tại đây, Đức cắt cầu giao điện và dùng gậy gỗ đánh gục nhân viên cửa hàng điện thoại. Sau đó, Đức lục lấy một chiếc điện thoại hiệu iPhone XS Smart trị giá khoảng 9 triệu đồng rồi tẩu thoát ra ngoài. Sau khi cướp được điện thoại, Lê Văn Đức đã đi bán lấy tiền tiêu xài. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và bắt được Đức. Được biết, Đức từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.